Thưa quý vị, và để có thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 cũng như là tăng cường sức khỏe cho người dân thì một trong những việc làm cấp thiết hiện nay đó chính là việc phủ rộng tiêm vaccine. Và theo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã bắt đầu tiêm vaccine VeroCell từ ngày 11 tháng 10 và trước đó ngày 9 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 4700 về việc phân bổ tạm thời vaccine VeroCell cho các đơn vị. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ động liên hệ quân 9 để khẩn trương tiếp nhận và phân bổ vaccine VeroCell cho CDC Cần Thơ 30.000 liều và phân bổ mỗi quận, huyện 2.000 liều trong ngày 10 tháng 10. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho CDC Cần Thơ triển khai ngay công tác tiêm vaccine VeroCell từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 theo đúng quy định cho các đối tượng sau: người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phố quản lý, có đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định danh sách và số lượng, giáo viên, người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề do Trung ương và thành phố quản lý.